Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến với tất cả các bạn một sản phẩm, chiếc kìm cắt đuôi lợn bằng điện. Thì điểm qua một số về thông số kỹ thuật thì chiếc kim này có tổng chiều dài là 2,5 x 11cm x 3,5cm, có trọng lượng khá là nhẹ 0,47kg, được sản xuất bằng chất liệu inox và có công suất 220V 150W và nhiệt độ tối đa khi sử dụng là 300 độ C. Chi tiết sản phẩm thì sản phẩm có các bộ phận chính sau. Phần tay cầm được cấu tạo từ nhựa cao cấp giúp cách điện cách nhiệt an toàn trong khi sử dụng, có cấu tạo vắt cong theo chiều nắm tay và có chiếc mấu chốt giúp chúng ta dễ dàng trong quá trình sử dụng cầm nắm cũng như là cất giữ. Tiếp theo là phần dây mai so. Dây mai so thì được nối từ chuôi của tay cầm tới đầu của lưỡi cắt, có chức năng chuyển hóa từ điện năng thành nhiệt năng và được bọc bởi một lớp cách điện cách nhiệt rất là an toàn. Phần lưỡi cắt thì được cấu tạo từ inox cao cấp giúp tạo cảm giác sắc khi cắt. Ở bên dưới chúng ta có một chiếc chốt mỗi khi chúng ta sử dụng hoặc không sử dụng, nó mở ra khi sử dụng, đóng vào khi không sử dụng và cất đi rất tận nhẹ nhàng. Ở giữa thì chúng ta có một chiếc lò xo tạo cho chúng ta cảm giác êm ái khi cắt. Và phần cuối cùng là phần dây dẫn có tổng chiều dài là 1,8m. Có vít cắm hai chấu truyền thống phù hợp với tất cả các loại ổ điện. Với chiếc dây dẫn dài như thế này thì giúp chúng ta tạo điều kiện trong quá trình sử dụng cũng như di chuyển cho một khoảng cách rất là dễ dàng. Trên đây là phần giới thiệu về sản phẩm kìm cắt đuôi lợn bằng điện. Bác nào có nhu cầu mua về sử dụng cắt đuôi lợn cho các hộ gia đình trang trại nhà mình, vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình hoặc inbox trực tiếp và để lại số điện thoại ở bình luận, em sẽ trực tiếp liên hệ và tư vấn mua hàng. Xin cảm ơn.